tại vì em không cho vô thôi, chứ trước giờ anh đâu phải, anh không dám vô, cái là chở thẳng vô nhà. Xong rồi ba mẹ con đang ngồi đó, tự nhiên ba mẹ con đứng chạy hết đi vô trong, đi vô phòng trong. Con đi vô theo ba con ra nói, ủa mày tính làm gì vậy, tính làm gì vậy? Mỗi lần mà kêu con kêu đi mua cái gì đó là sợ lắm. Giống như lần đợt đó con đi mua rau thơm thôi, mua rau thơm gì để trồng gỏi, nhưng mà không hiểu sao mà đi mua rau thơm mà dạy nó con 120 ngàn. 120 ngàn. Trời ơi, mấy tháng rồi cưng? Dạ được 8 tháng rưỡi. 5 tháng rưỡi hả? 8 tháng rưỡi. Trời ơi, như vậy là mình, vậy là sắp rồi đó hả? Thì ơi, mình mời tới 3 người lận chứ không phải là 2 người. Đúng rồi. Trước tiên là xin thay mặt chương trình coi như là chúc mừng hai vợ chồng em. Sắp tới ngày khai hoa nở nhụy rồi. Rồi bây giờ mời hai vợ chồng giới thiệu về mình nào. Chào cô Hồng Vân, chào chú Quốc Thuận, chào các bạn khán giả. Chào, con tên là Hoàng Thế Long, năm nay con 30 tuổi. Con hiện tại sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Nghề nghiệp con là kinh doanh tự do. Dạ, con chào cô Hồng Vân, chào chú Quốc Thuận. Con tên là Phùng Thị Ngọc Thủy, con đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Năm nay là con 25 tuổi. Con hiện tại là kinh doanh tự do, hai vợ chồng con nằm chung. Hai chung chung shop à. Dạ. Bây giờ bắt đầu kể cho chú nghe coi cái cơ duyên nào các bạn biết nhau và tình yêu của các bạn nó đến như thế nào. Dạ là tụi con quen nhau là trên game audition á. Đi học về là tới giờ đó là vô chơi game. Nhắc tới cái game đó chắc lẽ là phải hơn 7 năm. Dạ đúng rồi. Xong rồi cứ mỗi lần thấy online á là vô nhảy chung. Và lần sau khi mà hai đứa chỉ có hai đứa riêng thôi á, không có những thành viên khác trong pha mới bắt đầu mới nói chuyện. Chứ mà là đâu biết mặt nhau đâu. Dạ đúng rồi, không có biết mặt nhau. Đó là ách Yahoo. Ách Yahoo nhau ngoài. Xong rồi đòi coi coi mặt nhau. Coi như gửi hình thôi. Mà hình hồi đó chụp bằng mấy cái điện thoại cùi, đâu có nhìn rõ hay đâu mà cứ cà mặt đúng không? Dạ đúng rồi. Hồi đó cứ kiểu là ngước mặt xuống về, xong mình ngửa ngửa lên cứ trận trận mắt á. Gọi đầu hồi đó là cứ đầu sư tử. Cắt cứ sùm sòm sòm vậy. Còn con có không có rõ mặt. Con có gửi hình dạ rồi. Có con hai đứa con cũng gửi cho nhau gửi nhau biết, coi mà biết nó không có liên quan gì với ngoài cho đến khi nào thì hai đứa lần đầu tiên giáp mặt ngoài đời á. Dạ lúc đó hỏi con là ngày hôm đó là đi học ở đâu, xong rồi cũng chỉ chỗ đó thì mới kêu là thôi để anh qua anh rước. Bình thường là nhà con khó nên là đưa rước đúng giờ đúng giấc, ba rước rồi mà hôm đó nói xạo là để qua gian bạn về. Xong rồi tới đúng giờ cái con đi xuống, chồng nói là hôm đó đi xe gì mặc áo gì, mà hôm đó đúng cái hôm mà mưa lớn ơi lớn luôn, chỉ thấy mặc áo mưa rồi này kia nọ. Xong rồi biết cả chiếc đó, cái là cứ leo lên chùm vậy, cái chở vậy tới đầu hẻm con chạy vô. Coi như là cũng sơ sơ vậy đó, nhưng mà cứ leo lên đó. Xong rồi cứ sao bây giờ cứ chồng nói gặp anh ấy, chứ không gặp người khác á, là em tiêu rồi. Rồi như vậy là cái ngày đầu tiên gặp mặt nhau ngoài đời là trong cái tình trạng là mưa gió bão bùng, trở ngại khó khăn. Vậy thì trong cái tình cảm của hai đứa lúc mà quen nhau như vậy thì có gặp khó khăn trở ngại gì không? Tại vì nhà con khó quá cho nên là nói nghe tới cái chuyện yêu đương cái là không cần biết cái đó là ai hay sao, cứ nghe tới thì cứ phản đối thôi. Nói là học chưa học xong mà yêu đương này nọ là không được. Cho nên là trong khoảng 5 năm thì chồng con mới nói là lúc đó là mới có danh phận. Có nghĩa là 5 năm yêu trong bóng tối. Dạ đúng rồi, chỉ là lén lút thôi. Rồi ba mẹ con khi mà nghe biết con có bạn trai gì thì phản ứng của ông bà sao? Hôm đó là chồng con chở con về, đi chơi chở về. Con nhận nó là thôi để con hoài con đi vô. Cái hôm đó kiểu cũng bực quá, xong rồi nói con là chẳng lẽ để vậy hoài. Xong con nói vậy giờ anh dám vô nhà em không? Xong rồi chồng con nói là có gì đâu không dám. Vô thì vô thôi. Vô luôn. Tại vì em không cho vô thôi, chứ trước giờ anh đâu phải, anh không dám vô. Cái là chở thẳng vô nhà. Xong rồi ba mẹ con đang ngồi đó, tự nhiên ba mẹ con đứng chạy hết đi vô trong. Đi vô phòng trong. Bất ngờ. Xong cái con đi vô theo. Ba con ra nói, ủa mày tính làm gì vậy? Tính làm gì vậy? Xong rồi chồng con cũng ngồi đó, xong rồi ba mẹ con ra ngồi nói chuyện. Xong rồi lúc đó nói... con như thế nào hả Long? Kiểu là mình cũng dạng là hồi hộp cũng căng thẳng lắm nhá. Do con ngồi im một chỗ, ngồi im ru như này nè. Cái xong cứ ba mẹ vợ cứ hỏi cái gì á thì con trả lời cái đó thôi. Cứ hỏi gì hỏi trả lời xong con ngồi im, em đứng cứng ngắc luôn. Sao cái bữa đó là Long có thường xuyên tới nhà con?
Dạ có. Từ khoảng thời gian đó sau đó là ăn trực ở nhà con luôn, như là cứ chiều cứ chiều đi làm ra cái bắt đầu là chỉ thẳng nhà con, không bao giờ đi thẳng về nhà hết trơn á. Là biết là nhà ở bên đó cũng tự biết là rồi không về ăn cơm mà ăn trực là bên thôi đó. Rồi đó bây giờ không có cản được rồi, cứ kể đi. Rồi con làm cách nào để con thuyết phục được để mà xin cưới được cô này? Dạ con giờ con cũng không có xin cưới được nữa, là tụi con cũng chạy qua là thêm 3 năm nữa. Là cứ dạ cũng cứ vô ăn vậy, ăn riết mà riết ba mẹ là cứ thấy con qua là hỏi ăn gì chưa, có vô ăn không để tao xuống là làm đồ cho mày ăn, có đói hay không, vậy là cũng kệ quan tâm. Rồi bắt đầu qua cái giai đoạn mà xin cưới thì cũng phải là cứ thuyết phục đi thuyết phục lại, nói hoài nói riết thì kiểu là mưa dầm thấm từ từ á, cái thì cũng xuôi lòng, ba mẹ cũng xuôi lòng, thì lúc đó thì mới chịu cho cưới. Lúc mà hai đứa mà yêu nhau như vậy á, là có được đi chơi xa hay là có được riêng tư gì không, hay là con chỉ có được một cái duy nhất là một cái đặc ân là con về con ăn trực thôi, chứ còn con không được một cái đặc ân đưa vợ con đi chơi xa hay là này cái nọ? 8 năm trời là không có luôn. Nếu mà nói mà tính ra đi chơi xa lần đầu tiên của hai đứa là lúc hai đứa tụi con đi chụp hình cưới ngoài Đà Lạt á. Là mới đi là gần xong rồi, chính thức rồi đó. Xong rồi tới lúc đi ra ngoài đó cứ mỗi ngày cứ mẹ gọi điện, hai tụi bay đừng làm gì nha, đi chụp hình thôi nha, đừng có làm cái gì nha. Trời ơi, tội mẹ ghê, mẹ sợ á, đúng không? Nhưng mà chồng của con á, có phải là tiếp đàn ông lãng mạn? Dạ không. Và tình không hả? Ông nói thẳng luôn, thẳng từng luôn. Cái ngày đó hôm 20 tháng 10, cứ con đi đâu ai cũng hỏi này cho có chồng có tặng gì không? Thì nó là chắc chợ làm gì có vụ tặng quà này nọ, quen rồi, trước giờ quen vậy rồi. Rồi sao mà hôm đó là chồng nói là hôm nay anh đi ăn với bạn, tối mới về, cái là buồn thiêu nguyên ngày đó luôn. Xong tối chuẩn bị đi ngủ tới nơi rồi, bắt đầu vô thấy cái bàn trang điểm, thấy cái giỏ hoa, mà cái giỏ hoa nó xấu kinh khủng luôn. Trên cái giỏ hoa đó là để một cái sợi dây chuyền chắc lửng vậy nè, cái là cái kiểu dắt lên cái đó nó cũng thấy ghét nữa, nói chung nó không có lãng mạn xíu nào. Hoa thì nó đã xấu rồi, chồng thì ngồi đó bấm máy tính hoặc này nọ cũng không quay qua là biết con có đang thấy hay không, cũng không quan tâm, kiểu là thấy nó tặng đó này, đúng là cũng kiểu vậy đó. Nhưng mà cái cảm xúc con như thế nào? Lúc đó là từ buồn chuyển thành người nó lâng lâng thích vui. Dạ vui. Là hai đứa ở nhau được mấy năm ta? Dạ tụi con mới chắc được 10 tháng. Hơn tháng 7. Rồi bây giờ tới đại hội dập mặt, vui thật xấu ra. Con đó, con đang bầu bì đó, cho con cái quyền ưu tiên. Chồng con cái là tật xấu đó. Mỗi lần mà kêu chồng con làm gì á là không bao giờ mà làm liền á, còn không mà cứ để đó, cứ phải nói hoài nói hoài, xong đâm ra nói con càm ràm, nói nhiều, lại cọc tính. Như là bình thường là hiền, ai cũng nói hiền mà hiền lắm, nhưng một khi mà có chuyện gì nọ cọc mà vô mà thành con người khác luôn á, cọc lên hay cái gì cái là bỏ đi, hoặc là không muốn nói chuyện, rồi là kêu tự né đi thôi à, chứ không có đụng chạm hoặc là cái gì vậy. Còn gì nữa không? Thích nuôi chó với mèo, thích nuôi nhưng mà không thích chăm sóc, nghĩa là cứ tha về vậy thôi đó. Nhớ hồi đó quen là nuôi một con Alaska với con Samoy, mà về mới có nó bự á, mà tới mỗi lần mà tới nó thay lông á là lông hết búi xô nhà. Lần nào mà con qua chơi con cũng nghe là nói sao không khuyên nó thôi đừng có nuôi, đừng nuôi đó phải không? Kể là mẹ chồng con hay nói là nó cứ làm khổ mẹ, nó cứ thai về không mà nó để mẹ chăm, không nó có chăm đâu. Chồng về là người thỉnh nó về, là người đem nó về nuôi, mà nó coi như người xa lạ. Ừ, nó đâu thèm mấy, nó đi theo cái người mà chăm nó thôi. Nhiều khi về tới nhà nó nhìn nó còn sủa nữa. Bây giờ em đem về mấy con tổng cộng rồi? À, thì con đem về cũng dạng là đem nhiều nhưng mà cũng đi cho đi hết. Hiện tại là chỉ còn nuôi hai con mèo mấy một con chó. Hiện tại là vậy là đủ rồi. Mỗi lần mà kêu đi mua cái gì đó là sợ lắm. Giống như lần đợt đó con kêu đi mua rau thơm thôi. Mua rau thơm gì để trộn gỏi, thì rau thơm ra chỉ là một xíu dài 3.000 thôi, tự nhiên đem về con quy một cái bịch rau chà bá luôn. Nhưng mà không hiểu sao mà đi mua rau thơm mà về nó con 120.000. 120.000
Trời ơi. Tại vì con biết sao không? Đi ra chợ quên không biết mua rau gì đó. Mua hết luôn đi cho chắc ăn. Mà xong rồi con dở ra thì ở dưới là rau nó hư hết rồi. À bị lừa, là, bị lừa. Là nghĩa là đi mua cái gì đó không có để ý hay không quan để tâm cái đó là cái tâm. Gì luôn. Cái vậy sách về nhà. Là đi cho có lệ. Dạ, đúng rồi, sách về nhà xong rồi lại để đó gọi là xong đó, xem nhiệm vụ là vậy thôi. Bây giờ đâu con thấy con bị đấu tố quá rồi, con kể coi vợ con tật xấu cái gì. Tật xấu dạ con là dạng kiểu là bê bối, xài đồ đâu là để đó luôn, giống như là tẩy trang tẩy đồ là trên bàn tẩy trang một đống vậy á, là khăn bông gì để một trang vậy á, xong vô nhà vệ sinh cái lavabo á để mình rửa mặt á cứ một trang luôn. Mỗi lần là nếu mà con mà không dọn á là không có chịu dọn luôn, cứ để đó hoài, để hoài luôn, mà tới lúc còn dọn gọn gàng xong đúng không, nhưng mà tầm qua ngày mai nó lại bề bộn ra vậy, y chang như cũ luôn. Rồi xong nhưng mà em cũng thu dọn đồ của anh mà. Xong còn hay chửi con lắm, nhưng không có làm gì á mà cứ chửi là bị thần kinh nè, hay là bị khùng, tao điên quá vậy. Nói chung là con không làm gì á, ngồi chỗ trong lúc mà con bán hàng cho khách á, con làm chậm chậm thì cũng quay chửi, tay có bị tật không, nó làm chậm như vậy. Nó chửi nhiều lúc chửi không có lý do gì để chửi á, con chửi nó vậy con bị tổn thương hay là con thấy nó vui, hay là vui con biết con quen luôn trước. Mà mỗi lần con nói lại cái lại chửi còn có phải bò hay là người vậy? Bò hay người mà cứ nhai hoài vậy? Nó cứ vậy mà tính của mình chuyên gia nhai luôn, mà cứ nói con là vậy không à? Không lại. Nói lại người ta chứ không đâu có hiền đâu vậy. Không mà con nhà là lên đây con mới được nói cho nhà là con im ru. Không được nói vậy. Rồi tiếp tục. Nói chung con là shopping online được không? Shopping thì nói chung mua đặt mà liên tục luôn, nói chung là về mà cứ tầm tiếng 2 tiếng là nghe người ta shipper gọi, riết cái shipper mà nó quen luôn, kêu Thủy ơi ra nhận hàng nè em, từ biết ra nhận hàng vậy đó. Tới hiện tại luôn là shipper vô thẳng nhà luôn, là đưa luôn chứ không còn gọi điện nữa rồi. Giờ người ta không gọi điện cho con. Người ta quá quen luôn rồi. Bây giờ con mong muốn vợ con thay đổi cái gì? Ít mua sắm lại đi, nói chung mua mấy thứ cần thiết thôi. Chứ mua nhiều quá cũng không xài tới nữa. Mới lại bớt xả đồ ra đi. Mình gọn gàng lên đúng không? Mình chịu dọn luôn đi thì nó gọn gàng. Con là chỉ mong là chồng con làm cái gì đó, chuyện gì đó là phải để tâm vô cái chuyện đó, chứ không phải là hành động thì làm mà trong suy nghĩ kiểu là nghĩ đâu hết trơn á. Phải để tâm vô đúng không? Đúng rồi. Bây giờ nè, cô chỉ hỏi một câu này thôi nè, hai đứa cái cuộc sống vợ chồng của hai đứa là ok không? Tụi con thấy vui không? Là vui dạ luôn. Cô thấy thương hai đứa tụi con là biết thương sao không? Tụi con không có được tận hưởng cái tuổi thanh xuân của mình một cách trọn vẹn. Dạ. Có nghĩa là suốt 8 năm là hai đứa là biết nhau, yêu nhau và đi học, và chỉ có biết một cái không gian nó rất là hẹp. Rồi sau khi tụi con lấy nhau rồi thì 3 tháng là đã có em bé rồi. Thành ra là bây giờ có em bé xong rồi là tụi con còn phải nuôi dạy em bé này kia nọ. Em bé nó phải 3 tuổi thì may ra bắt đầu tụi con mới đầu được tung được tẩy mái, được này kia nọ. Đó là cô thương tụi con là thương cái đó thôi. Con phải nhớ lãng mạn với vợ con nghe chưa? Người phụ nữ người ta cần cái đó đó. Thôi bây giờ trước khi kết thúc, chú muốn con thể hiện lời nói hoặc một hành động gì đó hết sức lãng mạn đúng không? Lãng mạn. Tôi không có nhìn thấy. Không nhìn luôn. Tôi không nhìn luôn. Anh nói mình nhìn kiểu. Ừ. Đó mình coi lại chương trình thôi. Anh cũng muốn nói là anh rất là thương em với con rất là nhiều. Anh sẽ lo cho vợ và con đầy đủ. Sau khi còn lâu một chút thì anh sẽ trả lại tuổi thanh xuân cho em. Cho em có tuổi thanh xuân là được vui chơi, được không phải gò bó trong một gia đình nữa. Con nói gì với chồng con đi. Sắp tới là em chỉ mong anh đó là sắp tới là lo được cho con, lo lắng chăm sóc rồi nữa cho con sau này thôi. Hay quá. Là ôm nhau cái coi nè, trời thương quá. Hay quá, hy vọng là hai vợ chồng sẽ hạnh phúc nha. Và chuẩn bị tất cả mọi thứ để chào đón một thành viên tuyệt vời. Đúng rồi. Xuất hiện trong một vài ngày nữa thôi. Dạ. Chồng con vui nha con. Dạ. Bạn này là trốn gia đình ở Sài Gòn đúng không? Đi ra ngoài đó thăm. Rồi em định chỉnh anh chị là không phải thăm em đâu, mà thăm vài cô trong đấy có em. Mới có một ngày em là người đầu tiên. Trời, đàn ông quần trắng thì mà biến thái à. Trời ơi, phải là vô mặt quần trắng kìa. Vậy em phải nhận tin nhắn của em. Có rất là nhiều tin nhắn của các cô khác. Chúc ngủ ngon, à ơi cà phê. Em biết bia lên, em cầm hết bia ở trong tủ lạnh kia ạ. Em gom vào trong nhà vệ sinh. Em uống, em la hết, em khóc lóc âm ỉ đập phá. Là cái cảm xúc thật của mình thôi ạ. Là em không nghĩ là chết sao lại gặp phải cái tên lừa đảo này. Thôi đời mình xong rồi. Em gọi điện hết cho các bạn bè. Thôi tao xong
rồi, có khi người ta sang Campuchia mất cho chúng mày thôi. Em âm mỹ lên trong nhà tắm như vậy, anh ấy sợ em làm gì, thế thành ra cả đêm ngồi canh nhau, chả làm ăn được gì cả. Rồi rồi. Ủa. Mời em giới thiệu về mình. Em tên là Bình Diệp, em 26 tuổi ạ. Em làm nghề gì? Dạ em là thư ký ạ. Thư ký? Dạ. Còn em? Em tên là Thành Luân ạ, em năm nay 28 tuổi, em là kỹ sư xây dựng ạ. Họ gì em? Em họ Nguyễn, Nguyễn Thành Luân. Nguyễn Thành Luân. Ôi, một nhân vật nổi tiếng trong bộ phim Ván Bài Lật Ngựa. Thế thì hai bạn gặp nhau trong trường hợp nào? Ai là người để ý ai đầu tiên? Bọn em quen nhau qua mạng. Em ở Sài Gòn, còn vợ em là Hà Nội. Là 5 năm trước thì cũng lên mạng chat chít tán gái. Trong số nhiều cô thì em chọn cô này. Ấn tượng cô này, một là cách nói chuyện thông minh, đặc biệt rất là đánh đá. Đánh đá sao đâu, em có thể ví dụ không? Luôn luôn kiểu giọng thách thức, thể hiện là ta không cần. Qua 2-3 tháng nói chuyện tán tỉnh thì nó trốn gia đình từ Sài Gòn ra Hà Nội. Rồi gặp cô ấy ở Đại học Ngoại ngữ Đại học Quốc gia Hà Nội. Ngay từ đầu tiên gặp thì em cũng khá ấn tượng hình thức ở ngoài là cắt tóc ngắn, rồi dáng rẻ rất là nhỏ nhắn rồi lanh lẹ. Tức là bạn này là trốn gia đình ở Sài Gòn đúng không? Đi ra ngoài đó thăm. Rồi. Em định chính anh chị là không phải thăm em đâu, mà là thăm vài cô, trong đấy có em. Mỗi cô một ngày, em là ngày đầu tiên. Mà ngày đầu tiên thăm em xong rồi chắc bỏ mấy cô kia luôn á. em cũng nghi ngờ lắm, không tin được anh ạ. Rồi cái ấn tượng của em ban đầu về anh này như thế nào? Đầu tiên thì qua mạng thì em chẳng ấn tượng gì cả, vì anh này học cao đẳng, xây dựng nữa lăng nhăng, không có tương lai gì cả. Nhưng mà cứ đòi gặp mình thì thôi, em ok, tại vì mình là sống mất gì đâu. Thì gặp đầu tiên thì anh này mặc quần trắng, em nghĩ trời, đàn ông quần trắng thì mà biến thái á. Trời ơi, cũng may em tôi chưa mặc đùn trắng nha. Mặt lại còn mụn nữa, lại kính cận nữa, đặc biệt là lùn quá. Thế em nghĩ thôi chắc cũng chẳng có tương lai gì cả. Em nghi quá, em bắt cho xem giấy tờ chứng minh. Trước đó gặp mấy cô khác nhưng mà chưa thấy cô nào kỳ cục như cô này. Lần gặp đầu tiên yêu cầu kiểm tra bằng lái, kiểm tra chứng minh thư. Em biết là cô này có bình thường hay không, kiểm tra bằng cái giấy tờ. Nhưng mà rồi em có cho kiểm tra không? Vâng thì em bình thường mà mình cũng phải là người gì đâu thì cũng cho kiểm tra cái thứ. Sao em siêu phàm vậy? Em trốn ra Hà Nội mà em mang đầy đủ giấy tờ vậy đó. Rồi bao lâu thì các bạn mới bắt đầu tìm hiểu và yêu nhau? Khoảng 6 tháng sau đó thì bọn em vẫn tiếp tục chat chít qua mạng thôi ạ. Thì đến 6 tháng sau thì anh này có ra Hà Nội lần nữa. Thì sau đấy thì cũng có chút chút ấn tượng hơn thì lại tiếp tục chat chít nữa. Chat chít nữa? Dạ, lại nửa năm sau nữa. Phần anh này dù em vào Sài Gòn. Thế là em trốn bố mẹ em, em nói dối bố mẹ em. Chắc là bây giờ bố mẹ em mới biết. Bây giờ mới biết. Dạ. Rồi thì vỡ mộng. Vỡ mộng? Dạ, vỡ mộng ngay hôm đấy. Lý do? Ra đón vợ em, rồi hai đứa về khách sạn. Thì trong lúc chơi bời nói chuyện thì vợ em phát hiện tin nhắn của em. Có rất là nhiều tin nhắn của các cô khác. Chúc ngủ ngon, à ơi, cà phê. Em mới đưa lên, em cầm hết bia ở trong tủ lạnh khách sạn, em gom vào trong nhà vệ sinh. Em uống, em la hết, em khóc lóc, âm ỉ, đập phá. Thực ra là em có uống một tí tí rồi, nó đắng quá. Nhưng mà em giả vờ là em uống, em say, em lung tung, em quậy luôn. Thế là anh ấy không chịu nổi. Cô không ngờ là mạnh như vậy. Em nghĩ là lần đầu quen, lần đầu tiên quen, chưa phải là vợ chồng, chưa phải là người yêu. Thế mà cách phản ứng cô em lấy lạ quá. Lúc đầu em định bỏ về để em dọa cô ấy. Nó đóng cửa ngoài rồi mà thấy cô ấy phản ứng ghê quá, vẫn khóc u rồi thì em lại phải quay trở lại. Rồi thì cũng xin lỗi, nịnh nọt, vâng, để làm huề. Nhưng mà cô rất là căng, hôm sau đòi về ngay. Tối đó em có ở lại không, làm về nhà em? Nói thật trung thực là có, sợ cô gái này mới lớn, sợ cô ấy có cái hành động gì dại dột. Cái lúc đó là em tại sao em lại làm như vậy? Là cái cảm xúc thật của mình thôi ạ, là em không nghĩ là chết sao lại gặp phải cái tên lừa đảo này. Thôi đời mình xong rồi, em gọi điện hết cho các bạn bè. Thôi tao xong rồi, có khi tao sang Campuchia mất thôi chúng mày ơi. Em âm mỹ lên trong nhà tắm như vậy. Anh này sợ em làm gì, thành ra cả đêm ngồi canh nhau, chả làm ăn được gì cả. Rồi rồi. Ủa có nghĩa là chưa xảy ra chuyện gì? Dạ chưa ạ. Vậy mà tự nhiên em nói là đời em tiêu rồi, đời em mất rồi. Chị tưởng là lấy xong, nó cướp xong rồi. Trời, em đâu xong nó bỏ đi rồi em mới đập phá dữ vậy chứ. Em đâu có dễ. Luôn luôn phản ứng thái quá rồi, phản ứng mạnh làm. Mọi người là cá tính mạnh đúng không? Vâng, cá tính rất mạnh. Rồi có lần nào mà cô phản ứng mạnh như vậy nữa không? Có tiếp tục lần thứ nhì và về cái chuyện là trốn các cụ đi thăm lần nữa. Là anh này trở ra hoặc là em trở vô nữa không? Có lần nữa. Có lần nữa. Là ai? Em vào. Ai vào? Em lại vào lần nữa. Em vào lần nữa. Bố mẹ em chắc là bây giờ mới biết ạ. Lại nhưng mà lại khách sạn. Lần này thì là em dịp cưới chị gái em. Thì em cũng chính thức là về giới thiệu gia đình. Nó thì về nhà em đàng hoàng. Rồi lần này là ở nhà em. Vâng, ở nhà em.
lần này vào thì em gia đình ở bên bạn trai đấy ạ, không chấm điểm em cao lắm. Các cụ không nói thẳng ra nhưng mà em cũng đoán được thái độ của mọi người ạ. Lý do gì không chấm điểm em cao? Lý do thì anh này anh giấu em, nhưng mà em tự đoán được là có lẽ là chắc là do cái cách cư xử của mình nó chưa được đúng anh. Hôm đấy thì mẹ chồng tương lai em thì đang làm cố, mẹ em thì là cực kỳ giỏi giang và đảm đang, thì em thấy mẹ đang chặt thịt gà. Gia đình em thì mấy công việc nặng thế là của bố em. Thì em nói là ơ bác, sao bác không kêu anh Luân vào chặt đi, bác chặt làm gì? Mẹ em liếc nhìn cái em nghĩ thôi chết rồi, xong đời rồi. Gia đình em ấy có truyền thống là con gái là chuyện nội trợ, gia đình vợ em lại có điều ngược lại, tức là vợ vẫn cơm nước như vậy, nhưng mà riêng chuyện nặng ví dụ là chặt gà hoặc là sửa soạn nhà cửa thì là của đàn ông đó. Nhưng mà những việc đấy thì ở gia đình em là kể cả cơm nước là nặng nhọc cái nào cũng là nữ. Của phụ nữ thì có mẹ chồng ở dưới không là coi như là coi như xong rồi đấy hả? Coi như là xong rồi. Nói chung là bác yên tâm, ở đây là có gì con hỏi bác xác nhận coi có đúng hay không. Rồi nhưng mà sau đó thì em ở nhà của bạn trai em được bao lâu? Em ở 3 ngày ạ. Bạn gái em về thì Vi nói chuyện với em, nói là không đồng ý. Vâng, mẹ nói vậy thì thôi thì mình phải tìm cách từ bỏ cái tình yêu này. Thì thực ra lúc này hai đứa bắt đầu yêu nhiều chị. Thì 2-3 tháng sau đó đúng thật bọn em là dằn vặt quyết tâm chia tay. Hai đứa đều cố gắng cắt đứt liên lạc, nhưng mà thật sự trong lòng này vẫn là rất thương yêu. Nghĩa là quyết tâm chia tay nhưng mà cái chân còn méo lại đúng không? Nhưng mà làm sao để vượt qua những cái điều đó, nhưng đến được với nhau. Bọn em yêu nhau thì cũng không chịu nổi được nữa. Thì ngăn cản nhưng vẫn yêu. Thì bản thân gia đình nhà vợ em cũng không đồng ý em. Lúc nào thì em ra mắt gia đình nhà vợ? 6 tháng sau thì em lại ra Hà Nội thăm vợ. Có nghĩa là em đưa bạn trai về giới thiệu với gia đình. Dạ. Rồi tại sao bố em lại không đồng ý? Là tại lúc đó thì bố mẹ em mới biết là em có một người yêu thật. Trước đây thì mẹ em thỉnh thoảng thấy có một thằng miền Nam nào ấy, nó gửi quà, bánh kẹo, gấu bông, túi sách. Thì bố em bảo là ngăn đi chứ không nhận quà như thế. Nhưng mẹ em thì chắc cũng ham quà. Mẹ em bảo thế chứ, mất gì đâu, cứ để cho nó gửi đi. Thì đến lúc em nói chuyện mẹ em mới ngã ngửa ra, chết thật. Này thì sao mất con thật. Thế là bố mẹ em phản đối vì xa quá. Bố em còn nói với anh này là bác không chê cái gì cả, bác chỉ chê cho xa quá. Thôi đừng lấy nhau, bác nhận mày làm con nuôi. Mà anh đâu cam tâm đâu, không cam tâm. Em đến chơi thì vẫn mời cơm, nhưng mà bố em nói là hai đứa cứ ăn cơm nước xong rồi mà bác mời con đi về. Hai anh em cứ nhận nhau là anh em thôi, sau này con lấy vợ thì ra ngoài này chơi thì vào thăm em nó. Em nó mà lấy chồng mà có vào Sài Gòn chơi lại vào thăm anh. Coi như là hai anh em nhận nhau là anh em thôi. Trời ơi. Tức là chiến lược của các cụ kỳ này bị sai lầm. Càng cản càng yêu nhau, càng quyết tâm hơn đúng không? Tụi em là lấy nhau được bao lâu ạ? Là bọn em lấy nhau được 1 năm 6 tháng rồi ạ. Nếu như mà có bố mẹ em mà ở trong này thì anh nghĩ là chắc cũng sẽ đến trường quay này phải không nào? Vậy thì hôm nay thì anh hỏi luôn. Thì với một cái ngày đặc biệt thì em có điều gì muốn nói với mẹ em hay là muốn nói với vợ em không? Thực ra là ngày hôm nay chính là ngày mình kỷ niệm 5 năm bọn em yêu nhau, quen nhau. Thì có món quà mà vợ em yêu cầu mà chưa bao giờ em thực hiện được. Em xin phép chương trình hát một đoạn ngắn, khoảng 2-3 câu. Tức là em đã yêu cầu cả 5 năm nay mà chưa bao giờ được. Em yêu cầu mà không có làm cho em. Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Đời anh như con thuyền trôi giữa dòng sông mênh mông lãng du, cơn gió êm dù tháng năm lòng hoang vắng. Giờ hôm nay không là mơ, vòng tay em du anh làm thơ, biết mong chờ anh biết bây giờ anh đã yêu. Đó là những lời gọi là thay lời muốn nói đúng không? Giờ có muốn thỏa thẻ gì nữa không? Nhưng mà thực ra là cái người mà em cần nói bây giờ là mẹ đó. Xin giới thiệu đến với trường quay ngày hôm nay là có mẹ chồng của cô dâu. Có một món quà nữa để tặng cho vợ và mẹ. Wow. Con tặng mẹ. Thời gian vừa qua cả mấy chị em, anh em chúng con cũng nó nhiều cái lỗi với bố mẹ. Chúng con chưa quan tâm với bố mẹ nhiều. Đây là lần đầu tiên con mạnh dạn con nói lên. Con muốn nói với bố mẹ rằng là chúng con có lỗi gì bố mẹ bỏ qua chúng con. Ngày hôm nay chúng con có một tin vui là bố mẹ sắp có cháu nội. Bố mẹ hãy cùng chúng con chung vui cái niềm vui này.
Thì qua đây thì mẹ cũng muốn nói với các con là đôi lời. Lúc nào các con cũng phải nên nhớ một điều, có ông, có bà, có cha, có mẹ với có mình. Đó, thì mẹ muốn là các con là luôn luôn nhớ lấy những cái lời dạy bảo của cha, của mẹ, cũng như các con sau này có cái con đường và có những cái hướng tới để nuôi dạy và chăm sóc các con được tốt đẹp. Đó là điều mẹ mong muốn nhất. Cả nhà mình yêu thương thấm thiết nhau để đem cầm hộ. Coi như là rồi, xin mời hai em. Thôi bây giờ không nói nữa, để nói một tí là tôi khóc bây giờ đấy. Thôi bây giờ để mình nói, chứ nói hồi nữa khóc rồi ngoài này không ai dỗ đâu á. Không lẽ giờ tôi ôm Hồng Vân. Thôi bây giờ hai bạn có cái gì gọi là bất ngờ ở cái người bạn đời của mình hay không? Bây giờ trước tiên anh hỏi Thành Luân nè. Trong thời gian yêu nhau nên là chỉnh chu hình thức, đi chơi như là nước hoa hoặc là đánh răng sạch sẽ mà em không phát hiện. Nên là lấy nhau về một thời gian thì chắc là cái đấy nó xù xòa hơn. Đặc biệt điều là ăn rất thích, trong món ăn rất thích ăn tỏi. Và chuyện này rất là ảnh hưởng đến chuyện tình cảm hai vợ chồng, mất cảm xúc. Là sao? Nhiều lúc hai vợ chồng muốn gần gũi mà em thấy mùi vậy là em hết cảm xúc luôn. Nghĩa là tục hứng luôn đúng không? Còn một điều này nữa anh Quốc Thuận, chị Hồng Vân. Người ta thích ngửi mùi hương hoa, mùi nước hoa. Đây cô rất thích ngửi mùi em. Thứ nhất là hôm nào đi làm về nhất chưa tắm rửa, rất thích ngửi mùi chồng. Là thích lắm luôn. Nghiện mùi chồng. Hủ xạ tự nhiên hương hay không? Hay á. Ủa nhưng mà sao em lại thích cái mùi đặc biệt đó của anh nhỉ? Em cũng không biết nữa, khi mà tắm rửa xong thì toàn mùi dầu gội rồi sữa tắm, xà bông em không thích nữa. Em thích cái mùi tự nhiên cơ. Hơi bẩn bẩn một tí nhưng mà em lại thích. Trời ơi. Thích cái mùi nào nó bẩn bẩn. Em đi từ cái lạ này qua tới cái lạ khác luôn á. Chị hỏi nè, chị đó, em nghiện cái mùi tỏi đúng không? Dạ. Là để chống ung thư hay sao? Dạ không, em thích vì ăn nó ngon thôi ạ. Có bao giờ em có cái cảm nhận là chồng em không thích cái mùi đó không? Lúc đầu thì ông ấy còn nói em là chết vì làm sao ấy, mùi hơi thở nó sao, đi khám đi, bệnh tật làm sao ấy. Thì lúc đấy em mới biết là chết cho ăn tỏi rồi. Vậy á hả? Rồi em khắc phục chuyện nó như thế nào? Dạ thì em cũng tránh bớt ăn vào buổi tối thôi ạ. Chứ chị mà nấu ăn đó mà chị băm tỏi đó mà cái tay không rửa ra luôn á, cái mùi nó còn hoài á. Nãy giờ là chồng kể xấu về em, tới thời gian em kể xấu về chồng em rồi đó. Quá kỹ tính, vào trong nhà tắm anh sắp xếp đồ đạc cẩn thận đâu vào đấy. Em thì thấy thế em bực quá, em làm cho sạch đi, xô lệch đi một tí trông nó sinh động. Cái gì ăn gọn quá em không thích. Anh ấy lau phòng mà anh lau kỹ cái đường chỉ kẻ, đường trắng trắng đấy ạ. Nữa là anh ấy thỉnh thoảng anh ấy lây máu điên của em sao ấy. Tính bình thường rất là hiền nhưng mà những lúc cục lên thì rất là điên. Ví dụ như đập đầu vào tường này, đấm tay vào tường này. Ủa sao vậy? Những cái lúc đó là tại sao em lại không, làm như thực vậy? Thực ra là quá lắm thì em mới làm như vậy. Vợ mình phải cố gắng kiềm chế, nghĩa mình đánh vợ. Thì những lúc như vậy thì mình phải tự làm mình đau mình. Nhưng mà em bực vợ em cái gì mà để đến cái mức mà em phải tự đập đầu vào tường? Nói chung là nhiều những vấn đề mà nó tích tụ lại là nhỏ thôi. Rồi mỗi lần thấy chồng làm vậy có đứt ruột không? Lui cũng xót xa lắm chị, nhưng mà em vẫn giữ mặt lạnh thôi. Giống như mặt lạnh. Em nói là đập bể tường ráng chịu. Vậy là chồng em xác suất là đập bao nhiêu lần thì tự ngưng? Chắc là đau quá tự ngưng chị. Cũng muốn ngưng lắm nhưng mà nhiều khi quê chờ em ra can ấy mà em kệ thôi. Thế bây giờ em mong muốn chồng em thay đổi điều gì? Bớt kỹ tính lại cho cuộc sống nó thoải mái. Không phải lúc nào cũng lên lịch và lúc nào cũng mở miệng bằng câu hoàn hảo thì, giá mà thì, giá như thì, cầu toàn thì. Em rất là mệt mỏi với cái câu đấy. Thế còn em? Em mong muốn là từ nay thì mình sắp có em bé rồi, vợ em sẽ sắp xếp công việc, sắp xếp lịch làm việc nó hợp lý để không ảnh hưởng sức khỏe, để mà chăm con sắp tới nữa. Ra tiếp xúc với tụi em á, chị có một cảm nhận như vậy nè. Hai cái cá tính này quá mạnh. Người ta nói như vậy nè, thường hai cá tính này á, thì người này bù cho người kia. Nhưng mà nếu mà nó ở cái mức độ mà quá đi thì là tụi em sẽ gặp những cái chuyện mà nó không hay cho cái cuộc sống sau này. Thì theo chị như vậy nè, em giảm đi cỡ 30%, bạn này cũng giảm đi 30%, thì sau này á, đứa con của em nó sẽ được thừa hưởng cả tính cách của hai bố mẹ thì nó sẽ rất là hoàn hảo ha. Nhưng mà thực ra với một cô vợ mà có cá tính như vậy, cuộc sống của em thú vị lắm, chị nói thiệt. Chứ còn mà nó đơn điệu quá em cũng mau chán vợ lắm. Không, cái đó là cái kinh nghiệm của những người mà làm nghệ thuật á, là tụi chị, những người nào mà có cá tính á, là em bực đó nhưng mà em yêu hoài.
Em hiểu không? Nhưng mà bạn này lại là cái người để bù đắp, để mà quy hoạch em á, để đừng cho em bị xa quá, quy hoạch em. Nên tụi em khó mà rời nhau được lắm. Và chúc tụi em thiệt là hạnh phúc nha. Cảm ơn em. Cảm ơn anh chị ạ. Và bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng tiếp tục đến với câu chuyện của cặp vợ chồng số 2. Xin chào hai bạn. Chào chú Quốc Thuận và cô Hồng Vân ạ. Em là Nguyễn Quang Thành, em đến từ Hà Nội. Em là chuyên gia tư vấn và đầu tư chứng khoán. Xin chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận. Em là Bình An, em đến từ Hà Nội. Em là chuyên gia tâm lý trong vai trò hỗ trợ về phương pháp nuôi dạy con và đồng hành cùng các chị em phụ nữ về kết nối mối quan hệ tích cực trong gia đình ạ. Như là hai bạn là từ Hà Nội bay vào đây hay là đã ở đây rồi? Dạ, tụi em từ Hà Nội bay vào trong này ạ. Thôi bây giờ anh muốn hỏi nha, các em đã xem chương trình Vợ Chồng Son này từ khi nào? Hồi em xem nhiều lắm, hồi em mới kết hôn xong ấy, những năm 2016-17 là em xem thường xuyên. Em xem mà em cảm giác em nghiện luôn á. Và em đã đăng ký qua email. Thế sau đó là được phỏng vấn. Thế nhưng mà sau đó thì chúng em bận ấy, thế nên là chưa có tham gia được. Và em nói với chồng em là nhất định là phải tham gia Vợ Chồng Son, bởi vì em rất là yêu quý chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận, cũng như là cái ý nghĩa nhân văn của chương trình ạ. Xin cảm ơn em, đúng là một chuyên gia. Lúc đấy thì mới gọi là Vợ Chồng Son ấy, chứ bây giờ là có cháu rồi ạ. À, cái lúc đó mới là Vợ Chồng Son đúng không? Không, cái son ở đây là hai bạn, cho dù có ở với nhau bao năm đi chăng nữa thì cái tình cảm nó vẫn son sắt như vậy, vẫn dạt dào như thế. Bây giờ chắc có thể là kể cho anh nghe đi, cái lần đầu tiên các bạn gặp nhau là như thế nào, có ấn tượng gì về nhau không? Lần đầu tiên gặp nhau là bọn em dự một cái hội thảo. Cách đây bao nhiêu lâu rồi cưng? Hơn 10 năm rồi ạ. Năm 2012. Vẫn là sinh viên à? Vâng, là sinh viên ạ. Có đi một cái hội thảo xong rồi người ta chiếu một bộ phim ấy. Xem người cười ấy, cười, nhưng mà em thấy bạn này toàn cười mỉm. Em nghĩ là cười duyên nên là em rất là thích. Có nghĩa là ấn tượng với một cái nụ cười không hở răng. Đúng rồi. Cười mỉm đó. Cười duyên, cười duyên. Thực ra thì hồi đó răng của em nó bị xấu. Khi còn nhỏ tầm em học cấp 2 á, em bị tai nạn và nó bị mẻ một cái răng. Thế và cái hàm trên của em thì nó cũng rất là xấu. Em ngại vì cái hàm răng của mình nên là em cười mỉm. Và anh chồng em thì rất nhiều anh khác cũng nhầm là em cười duyên và dịu dàng ạ. Vậy là em phải cảm ơn cái răng mẻ đó. Nhưng mà lần đầu tiên em gặp Hành á thì là có ấn tượng gì về bạn này không? Không có ấn tượng gì cả. Thì em đi cùng một bạn cùng phòng trọ, bạn ấy quen chồng em thôi. Chắc là sau cái bữa đó là anh này về tìm đủ mọi cách để mà tiếp cận em và rủ em đi cà phê hay là ăn uống gì đó đúng không? Chưa đâu ạ. Không phải đâu ạ. Nửa năm hay một năm sau thì mới được gặp nhau một lần nữa. Wow. Trong dịp nào? Trong dịp tức là em quản lý một cái nhóm tờ rơi quảng cáo, bạn này có trong nhóm đấy. Nhưng mà lúc đó em có nhận ra bạn này không? Có nhận ra đấy ạ. Em có khả năng nhớ về gương mặt và tên rất lâu ạ. Cả bạn này bạn ấy lâu trả tiền lương cho em ấy, nên em rất nhớ cái người nào mà nợ tiền của em. Bên khách hàng người ta thanh toán cho mình chậm ấy. Rồi em có nghi ngờ ông vượt tiền mình không? À, em thì em không nghi ngờ gì, nhưng em thì em thấy cần tiền nên em đòi thôi ạ. Thế là em quyết định sao? Em mới tới tận nơi em đòi, sờ tận tay dây tận chán luôn. Có ạ, em sang tận nơi. Thế sau đấy thì em được mời ăn cơm đấy và chồng em nấu bữa cơm cho em ăn. Em bảo là nếu mà đi học xong mới qua nhà anh lấy tiền ấy thì cứ không ngại thì ở lại ăn cơm được. Thì anh chuẩn bị cơm nước cho. Thật ra là em đã thích cô này rồi đúng không? Và cũng chung là cũng thấy là có cái đặc biệt thì cứ thử tiến tới xem thế nào. Trong lúc đó thì là cái tình trạng của em là như thế nào? Có cô gái nào chưa? Chưa, lúc đó chưa có cô gái chôn nào. Thế còn em thì sao? Em có người yêu chưa? Đấy, em đang có người yêu rồi. Thế mà vẫn ăn cơm anh nấu. Thế hôm anh nấu món gì đấy? Đậu xào thịt bò. Rau muống luộc. Là chỉ có hai đứa ngồi ăn thôi. Còn bạn cùng phòng của em nữa, bạn trai cùng phòng của em nữa. Món gì nữa? Món gì nữa nào? Trứng rán nữa thì phải. Ba món, ba món. Điểm đó đấy, giàu đấy. Giàu đấy chứ không đơn giản đâu. Sinh viên mà ăn ba món mà là thịt bò mà xào đậu này, trứng rán này. Trứng rán có đúc thịt không? Không, trứng rán không đúc thịt. Thế à? Anh rau muống luộc là hơi bị kinh đấy. Có cà pháo không? Thế anh nấu ngon không? Rất ngon ạ. Chắc hôm ấy gục vì bữa cơm gì đúng không? Cũng chút chút ạ. Tại vì đàn ông mà nấu cơm mà lại nấu ngon vừa mồm thì dễ, các cô dễ gục lắm. Mình lấy cột mốc từ bữa cơm đó cho đến lúc các bạn chính thức là quen nhau thì là mất bao lâu? Thì hôm đấy xong thì bạn về, thì em trước khi về em mới bông đùa, em bảo là em nếu mà trong cuộc sống gặp khó khăn gì hay cần gì thì cứ bảo anh sẽ giúp. Thả luôn đó. Thả thính luôn. Ôi. Rồi xong sau đó em nghe câu nói đó em như nào? Em ghim, em nhớ.
Em nghĩ là chắc là có khả năng giải quyết vấn đề nhiều. Thì máy tính của em có lần em bị trục trặc bởi vì em không biết cài Word ở trên máy tính á, thì em gọi cho anh này. Thế anh sang và anh làm rất là tốt. Sau đấy một phát ấn tượng nữa này, nấu ăn ngon này, sửa máy tính tốt. Sửa máy tính nữa là chắc chắn là sẽ để lại một ấn tượng trong em, đúng không? Nhưng mà thực ra nó đang khó chỗ là lúc đó là em đang có bạn trai rồi. Nhưng mà thời đấy thì em nghĩ là em là một người khá là lý trí trong tình yêu. Thời điểm đó thì cũng có nhiều người tìm hiểu và trò chuyện theo kiểu yêu thương em ấy. Thế nhưng mà vì em cũng sinh ra khá là khó khăn vất vả, cho nên em nghĩ là hôn nhân là một cái điều gì đó quan trọng. Vì thế mà em muốn tìm hiểu nhiều kiểu người khác nhau để xem là như thế nào là phù hợp nhất với mình. Thật ra là không phải là có người yêu, dạ, mà là có nhiều người theo đuổi mình, dạ, và trong số đó mình lại đang có cảm tình với người đàn ông này, dạ, đúng không? Lúc đó là em có cảm tình với một anh khác, một anh sinh năm 81 cơ ạ. Vâng. Thế nhưng mà lúc đấy Đà là đã cười tươi chưa hay vẫn cười mỉm? Vẫn cười mỉm ạ. Nghĩa là sau này mới bắt đầu cười tươi đúng không? Răng vẫn chưa, răng vẫn chưa sửa. Răng vẫn mẻ. Nhưng mà anh phát hiện ra chưa? Lúc ăn cơm là phát hiện rồi đúng không? Có một lần là em kể chuyện gì cười lắm, buồn cười lắm, nên là cười to nó không che được, thì em biết. Lại phát hiện ra đúng không? Răng cứ lên xuống rất ngủ. Thế em có thấy ảnh hưởng gì trong cái tình cảm mình đã chót trao cho cô ấy không? Em chỉ buồn cười thôi. Thì đến bao lâu thì mấy đứa mới chính thức là người yêu của nhau? Khoảng 9 tháng đến 12 tháng ấy. Chồng em là người chủ động trong chuyện là kết nối với em hơn. Có thể coi đấy là tỏ tình khi một lần mà em đi chơi ở Hồ thì chồng em có kiểu hôn ấy. Nhưng mà với chồng em thì có lẽ đấy là nụ hôn đầu tiên, nó rất là gượng gạo. Nhưng mà nó lại để lại nhiều những cái dấu ấn và cảm xúc với em. Lúc đó là em đã có thể xác định được anh nào là cái người mà phù hợp với mình hơn chưa? Cũng vẫn còn phân vân đấy chị ạ. Trời ơi, phân vân lâu thế. Tại vì hồi đấy thì chồng em đang tiếp tục học để hoàn tất học đại học. Mà em thấy là hơi ham chơi game, trông kiểu hơi trẻ trâu ấy. Mà em thì kiểu làm nụng sớm nên là em già dặn trước tuổi ấy. Nhưng mà đến cái điểm nào mà em quyết định là chọn anh ấy là người yêu của mình? Em nghĩ là đến cái thời điểm mà anh ấy đưa em về nhà trong gia đình của anh ấy, thì anh ấy có giới thiệu bố mẹ của anh ấy với em. Thế nhưng lúc đó em có biết là bạn này có một anh chàng 1981 không? Bắt đầu thì có nghĩ đến, nhưng mà sau đấy thì gần như là tin là có một anh nào đấy đang cạnh tranh với mình. Em phải biết chứ, vậy em phải linh cảm chứ. Linh cảm được, bởi vì em nhớ có những lần rất là lạ, tức là ví dụ đang nói chuyện với nhau rất là bình thường, xong quay ra dỗi xong bảo là đừng có bao giờ gọi, đừng có liên lạc với em nữa. Sau tầm 2-3 ngày sau thì lại bảo là em hết giận rồi. Thì đấy, lại đang confused đấy. Không, tức là lại thấy sự thất vọng gì với anh 81. Tức là cái lúc mà bảo mình đừng liên lạc là lúc đấy đang đi chơi với anh 81. Thì đấy, thế sau đấy 1-2 ngày thì bắt đầu là có một cái gì đó không vừa lòng với anh 1981, thế là chuyển hẹn bảo em hết dỗi rồi. Không, chắc là hôm đấy anh 81 đến nhà chơi. Cho nên là bảo mình đừng có sang nữa. Đấy. Nhưng mà là lúc đó là em hoàn toàn không biết là em có một nhân vật cạnh tranh với mình. Em linh cảm là có. Linh cảm thôi. Thậm chí nó có cả 2-3 người. Rồi đến khi nào thì em mới biết coi như là thực tế là có một người cạnh tranh với mình luôn. Thì lâu lâu thấy đang ngồi đồ chơi nhau, xong nghe điện thoại đi ra ngoài. Em có truy không? Em có truy không? Em biết là thực ra phụ nữ thì có người ta phải chọn lọc kỹ ấy. Cho nên người ta có cái quyền được lựa chọn cái đối tượng để tạo hạnh phúc cho người ta ấy. Mà em lúc đó chỉ mỗi đối tượng này thôi. Vâng, em cũng kệ, em bảo là nói chung là cứ để xem ai thắng. À. Ôi nhưng mà là biết rồi thì bởi vì mới có một sự cạnh tranh như vậy. Đúng không? Mà bây giờ tới cái chỗ mà đưa cổ về gia đình á, thì bên ủa tại sao đưa về gia đình bên ảnh mà em lại thấy là chốt hạ luôn đấy luôn. Dạ. Tại sao, lý do? Không, rất là khó diễn đạt, nhưng mà lúc mà em gặp bố mẹ chồng em bây giờ ấy, thì em cảm nhận được yêu thương và có một cái sự ấm áp. Ba mẹ chồng em nói chuyện thì nói chuyện bình thường thôi, chứ không phải kiểu khéo léo hay gì đâu. Ông bà là giáo viên. Thế nhưng mà ông bà rất là nhẹ nhàng và kiểu quan tâm ấy. Thì cái cảm nhận đó đến tận bây giờ em vẫn thấy đúng.
Ông bà rất là thương em. Thế nhưng mà đến cái 1981 là em có về nhà bên đấy chơi chưa? Em cũng về nhà bên đấy rồi nhưng mà em lại không nhưng có cảm nhận. Nhưng mà cái cảm giác đó là không có ở bên đây. Đấy, vâng. Thấy chưa? Và em cảm thấy về là hai gia đình cho để nên so chị mới nói với em á, là phụ huynh đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong cái vấn đề hạnh phúc lứa đôi. Hay quá. Đấy, cho nên chúng ta là những bậc phụ huynh là chúng ta phải hết sức gọi là sao khéo léo và cân nhắc trong cái chuyện là hạnh phúc của con mình. Cảm ơn chị. Là nằm trong gọi là trong cái tầm của mình luôn đó, thực sự. Bây giờ em sẽ cố gắng để 12 năm sau để em giúp các con của em. Đúng rồi, em nhớ nha. 12 năm sau. Đó, hy vọng là 12 năm sau chị em mình vẫn còn ngồi đây. Đó. Để mà chị sẽ góp ý thêm với em về vấn đề. Nó phải là 50 năm nữa chứ chị. Cái chương trình này á, ở bên Nhật á, là cái người MC á, là họ làm từ năm họ 18 tuổi. 18 tuổi cho đến lúc mà ông 70 mấy tuổi ông vẫn còn dẫn cái chương trình này. Ông vẫn còn nghe ghế đủ khỏe đó nhỉ. Cho nên nó hên lắm. Tại vì các cặp vợ chồng lấy nhau liên tục mà. Cho nên là vợ chồng son không dừng được. Rồi, như vậy là các bạn chốt hạ từ cái hôm mà đến thăm gia đình bên đây. Rồi như bên kia là coi như là hủy luôn. Có hủy luôn không? Cũng vẫn chưa hủy luôn đâu ạ. Dù là em không thoải mái lắm nhưng mà em vẫn suy nghĩ. Thế là có một lần anh 81 anh đến nhà chơi. Thì tại vì em vẫn đang phân vân giữa hai đối tượng nên em vẫn để kiểu chăm sóc, dành thời gian cho cả hai. Thế là em đang ở nhà anh này, em mới chạy về phòng trọ. Thế không hiểu sao anh này anh linh cảm được là có ai đây đến. Thế là anh đi phi xe máy anh đến phòng trọ của em. Sau đấy là hai bên gặp nhau. Vâng. Rồi sao? Đâu để nghe. Cứ nói chuyện nhau bình thường thôi. Em đem nói chuyện bình thường luôn. Vâng. Hay vậy. Vâng. Trong câu chuyện là nói về nội dung gì? Cứ hỏi anh làm nghề gì rồi anh đến lâu lưa anh ăn gì không? Thế thôi. Nhưng mà em là người chủ động hỏi. Vâng. Là anh kia cũng hỏi em. Vâng. Và nhưng mà cuối cùng thì ai là người ra đi? Có nghĩa là chắc chắn ai biết trước là, ấy, ý là cuối cùng ai biết chắc trước? Chắn là cô này là chọn em rồi đó, nhưng mà sau cái buổi đó, có nghĩa là sau cái buổi đó gặp nhau đó thì ai là người đi về trước? Đúng rồi. Thế thì anh kia đi về trước. Đó. Đấy, ngay ông tại, không, tại vì cái này là nó là khách quan thôi. Tại vì em là lúc đấy em đi làm một cái nghề là xin thẻ điện thoại ấy. Đấy. Còn anh ấy là làm nghề xây dựng. Thế thì anh ấy là kiểu đang có công trình Hà Nội ấy, là sếp gọi điện nhiều quá. em ngồi cạnh em nhìn thấy mà. Bỏ lỡ hạt cả chục cuộc điện thoại của sếp luôn. Thế sau là ông ấy không lì được, ông phải về. Không chần chờ được nữa. Không chần chờ được nữa. Rồi về trước mẹ. Sếp gọi. Và đi về là như thua. Thì em xong rồi em đưa cô này đi ăn, rồi đi mua quần áo thì em biết là em đang chiếm ưu thế. Đúng rồi, em kẹo trên rồi. Bây giờ lẹ luôn để mình qua tới cái vấn đề coi như yêu nhau. Có nghĩa là kể từ bữa đó là coi như là chốt hạ luôn là anh này. Dạ vâng, đúng rồi. Chứ đừng có nói còn nữa nha. Còn chút nữa thôi ạ. Rồi. Nhưng mà về cơ bản thì có lẽ là 90% lúc đấy đó thì em cũng chọn. Rồi coi như là chọn anh này đi. Vâng. Rồi bây giờ là các bạn yêu nhau bao lâu thì mới là đám cưới? Bọn em yêu nhau 4 năm thì mới làm đám cưới. Và 4 năm đó có bình yên không? Hay không. Là có những cái sóng gió gì nó xảy ra? Em cảm thấy em với chồng em cũng như kiểu là đối thủ ân oán của nhau ấy. Tại vì là bọn em cũng ngọt ngào hạnh phúc được một khoảng thời gian sau khi là quyết định chốt hạ. Thì bọn em cãi nhau rất nhiều. Về vấn đề gì? Tất cả mọi thứ đều khiến bọn em cãi nhau. Ăn gì cũng khiến cãi nhau. Rồi đi chơi ở đâu cũng khiến cãi nhau. Rồi mua cái đồ gì cũng khiến cãi nhau. Và vậy là khắc khẩu đấy. Khắc khẩu. Cãi nhau rồi có choảng nhau cái, không? Cái tầm mà năm thứ ba ấy thì là cũng lên ý định là cưới nhau rồi. Nhưng mà đợt đấy là em cũng hơi tham việc mà em cũng kiểu em không quá để tâm vào cái việc đấy ấy. Dẫn đến là vợ em nghĩ là em không muốn cưới. Rồi và đòi chia tay. Thì bẵng đến khoảng nửa năm đến một năm sau thì em có gặp em xin lỗi vì anh chưa trưởng thành ấy. Nhưng mà anh vẫn tin là mình sẽ nếu mà còn yêu nhau thì sẽ lấy được mình sẽ đến được với nhau. Thì lần lấy lại là cưới thật. Tức là yêu nhau say đắm đến 3 năm rưỡi thì bắt đầu xung đột. Đấy, xung đột rồi chia tay nhau khoảng 5-6 tháng. Vâng. Nên xong anh ấy quay lại quyết định là cưới luôn đấy. Là cưới luôn. Đúng không? Như vậy là cưới nhau yêu nhau 4 năm thì cưới nay là được mấy năm rồi? Bạn em cưới nhau được gần 7 năm rồi ạ. Tháng 10 này là tròn 7 năm. Là 11 năm. Wow. 14. Tính từ lúc yêu. Đúng rồi. Cưới thế mấy cháu rồi em?
Một cháu, mấy tuổi? Cháu 3 tuổi. À ôi thế vẫn còn son nhỉ. Lấy nhau 7 năm rồi xong rồi lại còn cữ đến 4 năm sau rồi mới có con ấy. Ủa nhưng mà sao lại tới 4 năm sau? Bạn em chỉ kế hoạch 1 năm vì lúc đấy em đang học cao học. Thế nhưng mà sau đấy thì thả ra nhưng mà nó hơi khó có con ấy. Thì vừa chuyển sang cái nhà mới hai vợ chồng em mua thì có em bé đó. Bạn em rất là bất ngờ về sự có mặt của bạn ấy. Thật ra nhiều khi là hợp phong thủy đấy em. Dạ. Có thể nói là cái nhà trước các em lại không hợp. Không hợp một chút gì đó trong cái việc gọi là con cái. Mà về nhà mới thì anh tin thì cái đó là dạ. Rồi chắc mình hỏi luôn. Thế về ở với nhau trong như thế là son với nhau được những 3 năm. Dạ. Nhờ, 3 năm. Thế có lòi ra tật xấu gì nhiều không? Yêu nhau là 4 năm rồi nhá, ở với nhau 3 năm. Thế rồi có một cái tật nhỏ là vợ em hay quên. Nặng trí. Ví dụ hôm nào mà kiểu đi về muộn hoặc là không ăn cơm ấy thì lại không báo cho mẹ em biết, mẹ em không nấu cơm. Thế bà không biết đâu, bà thì bà vẫn nấu ấy. Sau bà trách là không ăn cơm mà không bảo ấy. Và một lý do nữa tức là mẹ em lại rất ít khi dùng điện thoại. Đấy. Sao? Mẹ em rất ít khi dùng điện thoại. Đấy, cho nên bà cứ hay đi làm vườn ở dưới đồng ấy, xong bà để điện thoại ở nhà mà không biết. Đấy là cũng bà lại cũng không, lúc đấy bà cũng chưa biết đọc tin nhắn luôn cơ. Nên là ví dụ vợ em bảo là nhắn tin bảo là em con không ăn cơm nhà thì cũng không đọc được ấy. Nên là cũng có mâu thuẫn ở cái chuyện đấy. Tức là tụi em ở với bố mẹ chồng. Đúng ạ. Chúng em sống chung với ông bà đúng tròn 3 năm. Thì chuyển ra ở riêng. Chuyển ra ở riêng thì mới thoải mái, mới có con được. Không bị áp lực đấy. Không phải là phong thủy đâu em. Tại vì khi mà con cái là cái vấn đề tâm lý nó cực kỳ quan trọng. Cứ phải thoải mái, nhiều khi xanh sang thì đánh đùng vắt là có. Dạ. Đấy. Thế rồi trong cái khoảng thời gian mà sau khi cưới á, cưới thì là ngoài cái việc gọi là các em khó có con thì còn có những cái biến cố nào nó đến với hai vợ chồng hay không? Em nghĩ là bọn em cái chuyện mà mâu thuẫn rồi hay cãi nhau rồi thậm chí là em cảm thấy kiểu không thể kết nối được với chồng em thì nó là một cái chuyện lúc đầu. Nhưng mà đến năm 2020 thì cũng có một cái biến cố nó diễn ra, lúc đó là em sinh em bé được khoảng tầm 6-7 tháng. Thì anh xã của em là bị ốm. Và ốm đó là ốm về tinh thần đấy ạ. Tức là anh xã em bị một cái chứng rối loạn về hệ thần kinh ấy. Và lúc đó thì anh bị sa sút rất nhiều. Tức là từ một người đàn ông mà vô cùng thông minh, yêu vợ thương con, chăm sóc gia đình tốt, thì lúc đó anh khủng hoảng và anh bị kiểu như là chán nản á. Và anh xã em đã phải vào trong bệnh viện để các bác sĩ hỗ trợ, cũng như là em cũng là người làm về tâm lý cho nên là em cũng có những cái sự hỗ trợ tích cực về mặt tâm lý cho anh. Thì em nghĩ là cái biến cố đó nó rất là quan trọng với vợ chồng em. Bởi vì trước đó thì em đòi hỏi ở chồng em rất nhiều. Chồng em là người mà chịu khó kiếm tiền này, rồi có trách nhiệm về gia đình này, chăm sóc con nhỏ rất là chu đáo. Nhưng mà em chưa bao giờ em cảm thấy đủ. Lúc nào em cũng thấy là chồng em không tâm lý, rồi chồng em không chiều chuộng vợ, rồi không kiểu không tinh tế, không ngọt ngào các thứ. Và lúc nào em cũng kiểu tìm kiếm một cái gì đó tốt hơn từ phía của chồng em. Nhưng mà chính khi xảy ra cái biến cố đấy xong thì khi mà em về nhà, lúc mà chồng em ở viện á, em về nhà em gấp cái tủ quần áo, thì lúc đó trong em chỉ nghĩ một cái chi tiết nó chạy thoáng qua thôi, là có những người phụ nữ vào giây phút họ xem lại tủ quần áo thì chồng họ đã không còn trong cuộc đời này. Ví dụ như cái biến cố đó là tai nạn thì sao. Nhưng mà mình vẫn còn rất là may mắn là chồng mình đang ở trong viện và anh ấy sẽ quay trở về nhà. Nhưng mà em có nghĩ là do những cái đòi hỏi quá cao đó mà nó cũng là một phần nguyên nhân dẫn đến cái vấn đề rối loạn tâm lý em của chồng? Em có nghĩ nó là một phần, nhưng mà thực ra thì trước đó hồi sinh viên thì anh xã em đã một lần như vậy rồi. Tức là anh xã em là một người mà sẽ khó khăn khi mà vào những giai đoạn nhiều cái thứ áp lực nó dồn lên. Thì thời điểm đó thì mới cả anh xã em là người mà kiểu trước đây á là anh xã em tự áp lực về bản thân mình, tức là coi trọng cái việc làm kinh tế này, coi trọng cái việc có tài chính cho chính bản thân mình và gia đình. Anh ấy hướng đến cái sự thành công trong một cái nhanh chóng ấy. Em vừa nhắc tới cái chữ tài chính ấy, dạ. Thì cái năm đó là một cái năm mà chúng ta bắt đầu ảnh hưởng vì dịch. Đúng rồi ạ. Cho nên một phần con còn quá nhỏ. Đúng ạ. Rồi chắc chắn công việc em cũng bị ảnh hưởng và chồng em lại làm bên cái phần mà về tài chính nữa. Cho nên là rất là
khó khăn, cho nên áp lực nó càng nặng nề hơn. Đúng ạ. Cho nên là anh nghĩ là ảnh hưởng đến chuyện tâm lý là chuyện rất bình thường. Dạ. Với cả nó cũng có một chút cái đảo lộn đấy, là bình thường thì anh xã em làm việc xong thì bọn em sẽ cùng ngủ. Nhưng mà lúc có con nhỏ thì vì chồng em cũng rất là thương vợ ấy, chồng em sẽ thức đêm để hút sữa cho vợ rồi bế con rồi thay bỉm các thứ. Thế là vì chồng em thì khó ngủ hơn em, thế nên là vì là thức đêm để cho con uống sữa rồi hút sữa cho vợ rồi thay bỉm các thứ cho con, thì kiểu như cái đêm hôm mà nó cứ thức xong lại ngủ thì với chồng em là khó. Em thì cái chuyện đấy thì rất thoải mái, em dễ ngủ. Nhưng mà với chồng em thì thức là chồng em thức luôn. Thức luôn thì anh xã em lại nghiên cứu thêm về cái hồi đấy anh làm về cái gì nhỉ? Mà có cái hàng hóa nhỉ? À hồi đấy nghiên cứu về cái giao dịch hàng hóa phái sinh. Đó, 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 ở bên Mỹ thì cái giờ nó ngược với mình mà. Thế là chồng em lại vừa tập trung chăm sóc cho con, cho vợ và cả nghiên cứu về làm ăn. Thì lúc đó lại là cái thời điểm mà em kém nhạy cảm nhất về nghề nghiệp. Em không biết được là chồng em đang cảm thấy mệt mỏi và khó khăn. Thì cái sự đòi hỏi của em nó lại tăng cao hơn. Và cứ cái gì mà chồng em làm chậm chậm là em quát lên. Và đấy. Và cứ như thế để trở thành một cái sự áp lực. Đúng rồi. Nặng nề lên chồng em. Đúng ạ. Chính xác. Mà thôi bây giờ thì là mọi thứ là bình thường, nó ổn đó, hết chứ. Rất là bình thường ạ. Cũng trộm vía là anh xã em cũng chỉ khoảng tầm 3-4 tháng thôi. Thì bác sĩ ở trong viện 103 đấy cũng là một người bạn hỗ trợ em trong nghề nữa. Thì cũng nói với em rằng là chồng em rất là hợp với cái thuốc điều trị, cũng như là vì em làm về tâm lý, cho nên là khi em hiểu về bệnh thì cái cách tương tác, sự thấu hiểu của em với chồng em nó lại trở về một cái sự cân bằng. Ôi, chúc mừng. Rất là may mắn. Thế có nghĩa là bây giờ là vợ là chỉ có một cái là hay quên thôi. Thế có còn cái gì nữa không? Hay là qua cái thời gian mình bệnh xong rồi vợ mình thay đổi hoàn toàn, cho nên không còn cái gì xấu nữa? Có một cái bệnh nhưng là nó kiểu hơi bị nhây, đùa nhây hay là cũng nói nhây, nói thế dài. Ví dụ có mỗi một chuyện thôi nhưng mà nói có thể là mất 15 phút xong. Và trong khi em đã nói là em biết rồi, em hiểu rồi. Em vẫn nói. Em chỉ cần yêu cầu nói 5 phút là em hiểu rồi, mà nó cứ 15 phút nó nói. Tại vì cô ấy là chuyên gia tâm lý mà. Mà diễn giả được. Nhưng mà em biết mỗi lần em nói như vậy là chồng em khó chịu không? Em mà hiểu. Em cố tình em nói đúng không? Vâng. Còn những khi em cũng phải tạo ra sự khủng hoảng để cho thay đổi ạ. Nhưng mà mỗi lần anh ấy mà khó chịu thì anh ấy thể hiện như thế nào? À, chồng em mà khó chịu thì chồng em im lặng. Xong rồi làm việc riêng ạ? À? Tức đó. Là tỏ ra không lắng nghe. Rồi nói hoài rồi mai mốt nó nhập viện nữa. À không, tức đâu. Lờ đi. Có hay nhõng nhẽo mà kiểu như là hay đùa theo kiểu mà véo rồi. Đấy có. Thường xuyên. Đấy tôi nhìn là tôi nghi ngay rồi. Thường xuyên luôn. Ừ. Đâu, ví dụ với thường xuyên luôn. Là làm gì, những hành động gì? Véo này. Có những bà vợ là véo này, như là véo cái cấu này, không, bà vợ nhũ này, đó, nhắc nhũ không đây, đây thì bắt đây rồi, không đây không ăn nhũ, có bầm không, cũng không bầm nhưng mà nó cứ nhói nhói gì rất là khó chịu. Thế em có thích cái đấy không? Không, ít ít thì thích chứ còn nhiều vừa phải phải thì thích đúng không? Rồi bây giờ mong muốn vợ thay đổi điều gì? Thực ra thì nói chung là vợ em như thế này em vẫn chấp nhận được, nên cũng không cũng chưa cần là thay đổi gì, cứ như thế không cần thay đổi. À với cả là được ạ, vợ là đợt này thấy cũng hơi ham công việc nhiều hay là mong là bớt lại, mà bớt lại thì để dành thời gian tập thể dục cho nó khỏe. Đấy, cái đấy còn là cái cần thiết nhất. Nếu mà có thời gian nữa thì chơi với con ở nhà với chồng. Đấy. Cũng nhiều hôm là đi về muộn lắm, toàn cứ 8-9 giờ tối mới về. Đấy. Ui, 9 giờ tối mà nó đã cho là muộn rồi em ạ. Thế thì chị chúng mình có lỗi với chồng với vợ chúng mình. Khi em về tới nhà là gà gáy luôn đấy chị. À. Chị mà còn thế mà huống hồ thằng nó là con trai. Em 3-4 giờ sáng thì 3-4 giờ sáng. Đấy, có hôm cứ quay là đến khi 1-2 giờ mới về đấy. Hai chị em mình có lỗi với chồng mình quá rồi. Đều biết không? Về xong là 6 giờ sáng. Đấy. Chị quay cho nó đó mà nó dìm chị với chị Hồng Đào đến 6 giờ sáng. 6 giờ sáng em ạ. Ừ. Cứ làm việc từ 6 giờ sáng hôm nay mà tới 6 giờ sáng ngày mai nó mới cho về. 2-3 tiếng. Đấy. Lỗi tại nhà sản xuất đó em. Nhà hoàng. Nó sản xuất luôn á. Không có đâu.
Rồi bây giờ không, có nghĩa là chỉ cần dành thời gian cho gia đình hơn, bớt công việc lại đúng không, dành thời gian cho chồng cho con nhiều hơn. Được không? Đừng có nghĩ là cái não mình nó không bị accident giống như chồng mình nha. Dạ. Nhìn làm nhiều việc nhiều áp lực quá là mệt mỏi lắm. Rồi bây giờ tới em đó. Hồi nãy giờ là nghe em khen về ông bố bỉm sữa này rất là nhiều. Đó, nhưng mà anh, đây là cái phút giây mà chúng ta nói về những cái tật xấu của đối phương. Đó. Thì bây giờ tới em đó. Thực ra thì trước đây thì em mong muốn là chồng em sẽ thay đổi rất nhiều. Nhưng mà như hiện tại thì em cũng giống như anh ý, tức là em không cần anh ấy phải thay đổi gì cả. Cứ nguyên vẹn như thế này, khỏe mạnh, tinh thần vui vẻ thoải mái và có được cái sự đồng hành cùng với em là được rồi. Còn lại thì em nghĩ là mọi thứ trong cái hành trình cuộc đời á, nó là nhân duyên và em nghĩ là bản thân mình là cái người thay đổi thì cái người chồng của mình á sẽ được ảnh hưởng theo. Và thực tế thì em thấy là trong nhà em ấy thì cứ em mà suôn sẻ thì chồng em cũng rất là nhịp nhàng, không vấn đề gì cả. Vâng. Thực ra là chị thấy á, em là cái người đàn ông của gọi là của gia đình. Khi mà em đã xác định em lấy vợ rồi á, em tự đặt em vào cái vai trò là bắt buộc mình phải là trụ cột của gia đình, phải bao quát về mọi thứ. Nhưng mà em phải nhớ là bên cạnh em là có một con ngựa chiến tuyệt vời. Cho nên rằng em đừng lo, em cứ an tâm là trong gia đình á, cứ 50-50 cho chị. Vâng. Cứ 50-50 cho chị. Thì như thế có nghĩa là hai đứa đều giữ được cái đầu óc, đỡ cái phần áp lực trong công việc, đúng không? Dạ. Rồi 50% kia để dành cho nhau. Đó, vì là hai đứa tụi em là song kiếm hợp bích á, thì gia đình tụi em không bao giờ có cái chuyện mà không thành công, không bao giờ có cái chuyện là không no đủ. Cho nên cứ yên tâm vấn đề đó. Để cho đó thư giãn, thoải mái. Vâng. Vâng. Rồi, cảm ơn hai em đã đến với chương trình nha. Cảm ơn chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận ạ. Cảm ơn các em. Dạ. Cảm ơn anh chị ạ. Rồi, bây giờ mình sẽ chờ một chút xíu để mình bốc thăm nha. Dạ. Tụi em quà. Ừ, quà đấy. Quà rồi mời các em. Tụi em ngồi dưới chờ một chút xíu nha. Dạ. Rồi. Mình có thể chụp một tấm hình chung tí xíu. Chưa, chung xíu mà mình bốc quà đó, mình sẽ